Chào mừng các bé đến với kênh Sóc Cò TV. Anh rất là vui được gặp các bé ở video tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi, đó chính là các bạn rắn này này, các bạn sẽ đẻ trứng nhá. Rồi, vì vậy mà chúng ta hãy giúp bạn ấy đào một cái ổ để các bạn ấy đẻ trứng nhá. Rồi, tội nghiệp cho các bạn ấy chưa. Ôi, đây là rắn đen, đây là rắn xanh này, đây là rắn màu cam này, đó, đây là rắn màu vàng này, màu đen nữa này. Rồi vừa bốn bạn, các bạn ơi, bọn mình bây giờ đang muốn làm một cái ổ đó, các bạn hãy giúp mình đào một cái ổ để chúng mình đẻ trứng vào nhá. Rồi, mình sẽ ở bên đây này. Ở đây thì các bạn đi ra là để cho mình giúp bạn các bạn làm một cái ổ nhá. Rồi, ở đây đi. Các bé giúp anh với. Ôi giời. Lại giúp các bạn này nữa. Ôi, xong chưa nào? Ôi, cũng khá là ổn rồi đấy. Xem nào các bạn rắn ơi, các cô rắn ơi, các cô kiểm tra xem được chưa nào. Được rồi. Được rồi đấy. Nào, để mình xuống mình xem nào. Ây da trời. Ây, cũng là khá là ok luôn đấy. Cũng mềm mại. Không sợ vỡ trứng đâu. Ở đây không có. Ô, ở đây có một cái miếng gì này. À đúng rồi. Mình bỏ lên cho các bạn ấy nhá, không là vỡ trứng đấy. Ây, bây giờ mình sẽ bỏ lên nè. Ây da. Ôi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị, các bạn ơi, là chuẩn bị đẻ trứng vào đây nhá. Rồi, các bạn chuẩn bị đẻ vào đi. Rồi, bây giờ cho từng quả trứng một xuống nhá. Một quả nè. Hai quả. Ba quả. Bốn quả. Quả 6 quả 7 quả 8 quả 9 quả 10 quả. Cố lên các bạn ơi, thêm nữa không nào. Ôi, tôi hết trứng rồi, tôi bò lên trước đây. Ôi, mệt quá. Ôi, vậy là lên được rồi. Anh rắn đen ơi, anh lên đi. Bạn rắn đen ơi, bạn lên đi. Nào lên nào. Ôi, cái cô rắn xanh kia, cô ấy lại đẻ trứng đè lên cả cái đuôi của tôi. Ôi, cái đuôi của tôi. Ôi, kéo mãi mới lên này. Ơi ạ, đâu ạ, lên đi nào. Lên rồi. Bạn rắn cam ơi, bạn lên chưa? Lên nào. Ôi ạ, đau quá, nặng quá. Ôi, cái đuôi của tôi. Ôi, lên. Ôi, lên rồi. Bạn rắn kia thì sao? Ôi, tôi cũng bị đè cái đuôi này. Trời ơi, nhiều trứng quá, đè hết lên đuôi của tôi rồi. Ôi, vậy là xong rồi. Chúng mình sẽ vùi vùi cát vào không? Ồ, cũng chẳng cần đâu. Chúng mình hôm nay chúng mình không đi đi săn, chúng mình sẽ ấp trứng nha. Rồi các bạn ơi, các bạn ấp trứng đây đi. Rồi. Hay là ba bạn ấp nhé, mình sẽ đi săn nhé các bạn nhé. Ba bạn ấp để mình đi săn mồi về, lát nữa mình sẽ mang đồ ăn về cho các bạn cùng ăn nhé. Rồi, ok, bạn đi săn đi, chúng mình ở nhà chúng mình bảo vệ quả trứng cho bạn, cứ yên tâm nhé. Rồi nhớ săn thật nhiều đồ về để cho các bạn cùng ăn nhé. Các bạn vừa mới sinh nở xong rất là mệt và đói đấy. Ok, tôi đi săn xong tôi sẽ về ngay luôn đây. Tôi đi nhá. Ôi, rắn đen đi đây. Để mình đi xem một vòng xem nào có cái mối nguy hại nào không nào. Không có. Ở đây không có cái mối nguy hại nào cả. Vậy là mình yên tâm, mình sẽ đi săn rồi các bạn ở nhà nhá. Mình sẽ sớm về với các bạn thôi. Chào bạn rắn màu đen nhá. Nhớ săn nhiều mồi về nhá. Ôi, hôm nay ta là
Chào các bạn, mình chính là cao số màu xanh. Hôm nay mình sẽ đi săn một mình thôi. Tại vì rằng là bây giờ mùi cũng ít đồ ăn lắm, mà mình rủ thêm hai bạn kia nữa thì chia cho các bạn đấy mình cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Vì vậy mà mình sẽ đi săn một mình nhá. Như vậy mình sẽ được ăn no hơn các bạn nhỉ. Đúng rồi. Đói quá. Ô, ở đây có rắn này. Chào các bạn rắn, các bạn đang làm gì đấy? Mình đang ấp trứng đấy, trứng hả? Đâu? Ủa, nhiều thế. Wow, có cả trứng, cả rắn luôn nè. Ôi, các bạn ơi, cho mình xin một quả trứng được không? Mình đói lắm. Các bạn rắn ơi, vậy là có một anh cá sấu đến đây rồi cướp trứng của chúng ta rồi, chúng ta sẽ phải bảo vệ thôi. Ta không cho rắn đến đây cướp à, loài cá sấu xấu xa. Ta sẽ đánh người cho biết thế nào là điên cướp này. Chỉ là con rắn nhãi nhép thôi mà đòi bỏ sức người ta hả? Ta sẽ cho người biết thế nào là bảo vệ trứng này. Ta đang đói đây, hôm nay ta phải có cái gì ăn mới được, không thì ta sẽ té xỉu mất, ta ngất vì đói thôi. Đau quá. Hôm nay ta sẽ diệt các bạn rắn. Ôi đau quá. Ôi các bạn rắn ơi, nên bảo vệ giúp mình đi. Bảo vệ cả trứng nữa. Ôi. Để mình. Con cá sấu xấu xa này dám đòi lấy trứng của ta à? Ta mang thai 9 tháng 10 ngày mới được có vài quả trứng mà ngươi định đến đây đòi cướp trứng của ta. Cướp à? Ta không cướp thì ta có mà đói à? Không cần nói nhiều nữa. Con cá sấu này nó dám cắn mình à? Mình gặp một cái được vào đầu con rắn này rồi các bạn ơi, mình sẽ lôi nó đi này. Ôi tuột rồi. Ôi cái răng của mình lại cùn rồi. Mình sẽ nhảy lên thì ôi đau quá các bạn nhỏ ơi. Giúp mình ơi, đau quá. Cho người biết thế nào nữa này. Đau quá. Ôi cố lên bạn rắn xanh ơi. Mình sẽ dậy luôn. Đấy cá sấu ngửa bụng rồi. Đánh nè. Đánh ở đây không là rơi xuống vỡ trứng của ta. Con rắn này nhãi nhép này dám đạp ta. Ta cho người biết toàn luôn này. Thêm một cái nữa này. Ôi đau quá bạn ơi, các bạn ơi giúp mình ơi. Cho người biết thế nào. Chịu thua thì ra đây cùng với cả bạn rắn này nữa. Vậy là hai bạn rắn đều thua rồi. Ôi bạn rắn đỏ ơi, cố lên hãy bảo vệ quả trứng, đừng để cho cá sấu nó lấy. Cá sấu à, dám đòi lấy trứng của ta. Đau quá. Cá sấu còn cắn vào người mình luôn nè. Đau quá. Ôi ta sẽ lôi ngươi đi. Đi về đây luôn nữa nè, sau đó ta sẽ đánh ngươi này. Đau quá các bạn ơi. Đau quá các bạn ơi. Mình không giúp được nữa rồi. Vụ này ta sẽ đánh cho ngươi xong, ta sẽ lấy trứng ta sẽ ăn. Đau quá. Sang bên đây, ta sẽ cho người biết đau nữa thế nào nè. Ôi đau quá. Ôi các bạn ơi giúp mình với, mình cũng mệt lắm, mình không giúp được bạn đâu. Bạn cố lên đi. Ôi mình không cố nữa rồi, con cá sấu này nó lợi hại quá. Cho người thua. Ta là người chiến thắng rồi. Bây giờ ta sẽ đi lượm những quả trứng ăn thôi. Đói quá rồi. Trứng à, ôi nhiều trứng thế. Nhiều trứng quá. Ta sẽ lấy quả trứng. Thích thế. Ôi bây giờ lấy quả nào trước đây? Quả nào cũng ngon, quả nào cũng tròn. Thích thế rồi trứng. Mình sẽ bây giờ là bạn rắn đen, bạn đã đi săn về rồi. Các bạn ơi mình mang mua về cho các bạn đây. Ủa các bạn rắn của ta đâu rồi? Sao lại có một cá sấu ở đây? Cá sấu dám lấy trứng của ta à? Con cá sấu xấu xa này, ngươi có biết rằng đây là trứng của ta không? Ta mới đi săn về đấy. Ngươi biết điều hãy ra khỏi ngay, không ta sẽ cho ngươi biết một bài học. Con rắn này vậy mà đuổi đánh nè. Ta sẽ lên bờ, ta sẽ đọ ngươi. Ngoài cá sấu dám đòi ăn trứng của ta, ta mới đi săn xong, ta có sức khỏe đấy, ta không sợ đâu. Ta sẽ cuộn tròn ngươi lại.
Ôi đau quá, ôi cái lưng của tôi, các bạn nhỏ ơi, ôi đau quá, ôi đau quá các bạn nhỏ ơi, ôi tôi không thở được. À, ta sẽ cuộn tròn ngươi, ta siết chặt ngươi lại, cho ngươi không thở được nữa. Ôi đau quá, cá sấu đau quá. Ôi, thả ta ra, thả ta ra. Ta, ngươi dám ăn trộm mà đòi thả ra, ta sẽ cho ngươi thêm biết điều là thế nào là ăn trộm. Ây da, đau quá, tha cho mình đi. Mình biết hối hận rồi, mình hối hận rồi, mình xin thua rồi. Các bạn rắn ơi, vào đánh luôn hộ mình đi. Cá sấu xấu xa này, để mình giúp bạn nhá. Cá sấu này dám đòi lấy trứng của ta. Cá sấu này, ôi đau quá, ôi cái miệng của ta. Các bạn đánh thêm nữa đi nào, đánh nhạnh nào. Cá sấu nè, ôi vậy là chúng ta may quá, có bạn rắn màu xanh, có bạn rắn màu đen, may bạn ấy về mà bảo vệ được, chứ không hôm nay chúng ta là đã mất hết một cái ổ trứng này rồi đấy. Còn cá sấu xấu xa. Mình xin lỗi mà, mình biết rồi. Thôi, các bạn tha cho mình đi nhá, tha cho mình nhá. Lần này ta tha đấy, lần sau nhá, đừng mà đi ăn cắp biết chưa. Tôi biết rồi, từ nay tôi sẽ không đi ăn cắp nữa. Tôi biết lỗi rồi, các bạn cho mình xin phép đi về nhá. Mình về nhá. Về đi, đồ ăn cắp, không ai chơi với các người đâu. Tưởng hôm nay đi săn một mình sẽ được ăn một món lo lê, ai ngờ lại bị đánh te tua thế này. Rồi, xấu hổ quá, thôi mình về đây. Này, đau quá. Ơi, trứng tiếc quá. Có tiếc à, không đi vào ta đánh bây giờ. Tôi về ngay đây. Trời ơi, vậy là cái bụng của tôi hôm nay lại đói phải về rồi. Đau quá. Các bạn rắn ơi, chúng ta hãy đến bảo vệ ổ trứng của mình đi. Bây giờ chúng ta phải canh gác thật là cẩn thận nhá, không là có cá sấu nó đến nó sẽ lại lấy trứng của chúng ta đấy. Rồi các bạn hãy ấp trứng nhá. Đây này còn mình nữa. Còn mình nữa nè. Rồi, bây giờ mình sẽ có nhiệm vụ là mình đi săn nhá, các bạn ở nhà phải bảo vệ trứng nhá. Có gì các bạn hãy gọi cho mình nhá. Rồi bây giờ mình sẽ mang đồ ăn thức uống về cho các bạn đây. Rồi, các bạn hãy cùng ăn cùng mình nhá. Mình sẽ ấp cùng với các bạn và bảo vệ cùng với các bạn. Đó. Các em ơi, vậy là khủng hôm nay cá sấu đi săn và ăn chuột trứng đã bị các bạn rắn đánh cho một bài học rồi. Và từ nay thì bạn cá sấu sẽ không đi ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp nữa. Vậy là video của anh và các bé chơi đến đây là hết rồi. Phần tháng hôm nay là thuộc về những bạn rắn bảo vệ trứng nhá. Anh hẹn các bé ở những video tiếp theo. Xin chào các em.